Đối với những người đam mê giày, việc bảo quản, vệ sinh những đôi giày là điều cần thiết để giảm bớt thời gian giặt giày. Nhiều người nghĩ đến biện pháp sử dụng máy giặt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách vệ sinh giày bằng máy giặt mà vẫn sạch sẽ và đảm bảo chất lượng được. Điển hình như chàng thanh niên dưới đây đã cho những đôi giày đắt tiền của mình vào trong máy giặt quay và cái kết không thể ngờ. Cụ thể, vì muốn tiết kiệm thời gian giặt giày, chàng thanh niên trên đã lựa chọn phương án tối giản thời gian, đó chính là cho hết số giày hiệu của mình vào trong máy giặt để làm sạch. Đáng nói, mỗi đôi giày của anh đều là những đôi giày đắt tiền đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Ví dụ là đôi Adidas GG 350 có giá thị trường khoảng 15 triệu đồng. Nhưng kết quả sau khi giặt xong, do lực tác động mạnh kết hợp với chất tẩy rửa đã khiến cho đế một chiếc giày đắt tiền đã rời ra và hư luôn cả chiếc giày. Nhiều cư dân mạng đã để lại chia sẻ động viên cũng như nhiệt tình hướng dẫn cho anh chàng cắt giặt giày làm sao cho đúng để không tái diễn thêm sai lầm. Chàng trai qua sự việc này cũng sẽ rút ra được bài học cho mình, phải cẩn thận hơn với những đôi giày hiệu đắt tiền nếu không muốn mất tiền một cách không thể nào mà buồn hơn. Quả thực, đây là một câu chuyện dở khóc dở cười cho chàng thanh niên. Đây cũng là một bài học cho những ai đang có ý định đem những đôi giày của mình đi giặt bằng máy. Hãy cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ để tránh những hậu quả như chàng thanh niên trên nhé. Các bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!